Khi mà chúng ta muốn kiểm soát đường huyết tốt thì người bệnh sẽ cần tuân thủ những điều gì ạ? Cảm ơn MC. Thật ra thì nãy giờ các bác sĩ chúng tôi cũng đã trình bày những cái nguyên tắc cơ bản để mà giúp cho cô chú và các anh chị có thể giữ được cái mức đường huyết của mình ổn định, trong khi là vẫn hưởng thụ được một cái chất lượng cuộc sống tốt đấy. Đó là chúng ta nên có một cái lối sống nó lành mạnh. Cái thứ hai nữa là chúng ta dùng thuốc thường xuyên theo cái hướng dẫn của bác sĩ. Thứ ba, chúng ta theo dõi đường huyết tại nhà. Để mà chúng ta có được một cái cảm nhận là cái mức đường huyết của mình đang kiểm soát tốt hay không, và chúng ta nên giữ tinh thần thoải mái ha, vì đây đái tháo đường là căn bệnh mãn tính suốt đời mà, cho nên là chúng ta nên giữ một cái tinh thần thoải mái và chấp nhận là sống với lũ ha, và nên nhớ ngủ đủ giấc nữa. Đơn giản là nếu cô chú thức khuya quá thế nào cũng sẽ lục tủ lạnh ăn cho mà xem. Cái thay đổi lối sống nó rất là quan trọng đối với người đái tháo đường, bởi vì á chúng ta thấy rằng là người Việt ít vận động nhất Đông Nam Á theo những cái nghiên cứu gần đây, và mình hãy phải tự xem lại, em cô chú đang xem đài để chúng ta coi lại cái ngày hôm nay chúng ta đi có đủ 6.000 bước chân hay không. Thì người ta nói rằng là một cái người mà đi từ 6.000 bước chân mà một ngày trở lên mới tính là người có cái lối sống năng động, còn những người nào mà chỉ có đi nhẹ nhẹ và gần như không đi gì cả, ví dụ như là những người làm việc văn phòng ha, thì như vậy là không không đạt yêu cầu. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta nên giảm 5% cân nặng đối với những cô chú nào thừa cân hoặc béo phì. Thường thường khi chúng ta ngồi phòng khám sẽ thấy là cô chú độ tuổi trung niên trở lên rất ngại giảm cân ha, rất ngại giảm cân, bởi vì là cô chú nói rằng là muốn là có một cái dáng bệ vệ nhìn nó mới đẹp và giống Lệ Thủy nữa. Nhưng mà thật ra không tốt, bởi vì nếu mà chúng ta vào cái tình trạng béo phì á thì sẽ làm cho không chỉ là đường huyết mà huyết áp, lipid máu cũng là tăng một cách không kiểm soát được và dẫn đến bệnh lý tim mạch nữa. Cho nên nếu cô chú nào bị béo phì quá, chúng ta nên lưu ý là chúng ta phải tập thể dục thường xuyên hơn, không phải là đi 6.000 bước nữa đâu, mà là phải đi 10.000 bước trở lên để chúng ta có thể giảm được ít nhất là 5% trọng lượng cơ thể của mình. Còn về vấn đề thực phẩm thì thật ra người đái tháo đường ăn uống cũng không có khác gì so với một cái chế độ ăn lành mạnh hết, nghĩa là chúng ta tăng cường rau xanh ha, cố gắng là ăn được một lạng rau vào một bữa cơm ha, và đồng thời là chúng ta hạn chế bớt những cái chất ngọt và những thực phẩm đã được chế biến sẵn đi, và chúng ta trở về với lại những thực phẩm tự nhiên hơn ha, chúng ta, và đồng thời là chúng ta cũng chú ý trái cây. Ở miền Tây thì là trái cây rất là ngon và cũng rất là ngọt nữa, và nếu mà chúng ta ăn quá nhiều á thì nó cũng dẫn đến lên đường nữa cô chú các anh chị. Chúng ta chú ý là trái cây ăn với lượng vừa phải thôi. Và trong y khoa thì chúng tôi có cái khái niệm là cái nắm tay Zimbabwe á, có nghĩa là chỉ cần chúng ta ăn một lần trái cây bằng khoảng một lượng bằng cái nắm tay của mình thôi. Ví dụ giống như ở đây tôi có chuẩn bị sẵn, chúng ta ăn khoảng chừng một lần chúng ta ăn khoảng nửa trái táo táo Mỹ thôi, là chúng ta ăn chừng là hai trái chuối sáp thôi, hoặc là một quả ổi, như thế này là đủ rồi. Đừng ăn trái cây quá nhiều, có người ăn luôn cả rổ măng cụt hoặc vào mùa xoài là ăn luôn cả một trái xoài thì chắc gì mà đường không cao cho được. Nên nói tóm lại, giữ một cái chế độ sinh hoạt lành mạnh, ăn uống nhiều chất xơ, chịu khó đi bộ thường xuyên, ngủ đủ giấc, đó là những cái nguyên tắc rất là cơ bản để cô chú và anh chị có đái tháo đường chúng ta có được một cái kiểm soát đường huyết tốt và chất lượng cuộc sống tốt nữa. Cảm ơn.